tình hình là Huế đang mưa rất là lớn, mưa về sơ luôn. Sáng ngày 18 tháng 10 năm 2023, hiện tại mưa rất là lớn, em đang chờ Nhóc đi học này. Mà trời mưa quá lớn luôn. Đến cái cổng trường đó mà ngồi ăn đây cái quán á, mà nhìn mưa thôi, mưa kinh khủng, mưa từ đêm đến trưa luôn. Dạ, chúng gần từ đêm qua đến 17 đến sáng ngày 18 thì lúc này là 7 giờ sáng, trời đang mưa rất là lớn. Giờ những cơn mưa lớn tiếp tục tại Huế nha mọi người. Đó, nghe nói áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thì dễ thành cơn bão nữa, dồn dập luôn. Ui chà, mưa bạn trên này mà nặng bạn trên này hả? Thì thơm đó. Dạ, cái gì? Xe luôn rồi. Giờ đây là tỉnh Gia Sản. Có kính hoang nó đập đá nó sắp lên. Đây là vị già. Thế là đâu vị già? Vì ở vị già luôn chứ. Xuất phụ là bên đây à, có sản gắn qua đây à. Trời quá chứ. Bạn đây mấy mươi năm rồi. Lâu rồi. Đó, về chơi cái năm mấy cái máy rồi. Năm mấy sáu tuổi là nguyên 16-17 tuổi đi bán con cắn rồi. Dạ, giỏi nha. Là hồi xưa bán mô. À, chả phải là làm ăn sớm. Chả phải cái cua đây mới ra hết. À, tuổi thơ mọi người cũng là tuổi thơ mà tuổi thiếu niên đó. À, mà đi làm cái sớm là lấy như rửa có cái gắn bánh trắng 40 năm bán được quá. Sinh phụ có bị già bạn hồi xưa là chắc gặn để đứng đi bạn gặn đấy. Những cái bằng dao nó ngồi được ngồi lại. Thank you.
Trong phân quốc tế rồi, lúa lúa tại đập đá về, rồi về bị già bán à. Đất này nuôi mình đó đó. Dạ, bây giờ đây ra đây bán. Chỉ chờ chờ 40 năm nó có cả chắc là như thôi. Thank you.